Trong đời sống thông thường, chúng ta hay để ý tới những giá trị lớn nhất, những giá trị nhỏ nhất, mắc, minh. Chẳng hạn như khi học trong lớp, lúc chia tay, các em thường chỉ nhớ những người cao nhất, những người thấp nhất, những người học giỏi nhất, những người học dở nhất, những người quậy nhất, những người hiền nhất. Chứ ít khi các em nhớ đến tất cả mọi người trong lớp. Thì đó là chính là những phần tử mắc, minh hay là cực trị. Cũng tương tự như vậy, trong hàm nhiều biến, các em sẽ gặp một vấn đề thú vị, đó là cực trị. Nhưng trước khi khảo sát cực trị, thì chúng ta cần nắm vững những khái niệm cơ bản của nó, những công cụ căn bản của nó. Vừa rồi chúng ta đã có những ví dụ về đàm riêng cấp cao của hàm nhiều biến. Và bây giờ chúng ta quay lại đàm riêng cấp cao với một ví dụ sau đây để cho các em thấy rằng có đôi khi chúng ta lấy theo ít trước, y sau nó sẽ khác với lấy theo y trước, x sau. Mời các em theo dõi trên màn hình. Ví dụ, cho hàm số f x y bằng x nhân y nhân với x bình phương trừ y bình phương chia cho x bình phương cộng y bình phương khi x y khác 0, 0 và bằng 0 khi x y bằng 0, 0. Với hàm số đặc biệt này, có một vấn đề đặt ra là hãy chứng minh rằng đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến x trước y sau tại 0, 0 khác với đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến y trước x sau tại 0, 0. Và sau đây chúng ta sẽ chứng minh điều này. Với tất cả các y khác 0, 0, chúng ta lấy đạo hàm riêng của hàm này giống như lấy đạo hàm riêng của hàm một biến mà chúng ta đã biết từ năm 12. Chúng ta có đạo hàm riêng của hàm f theo biến x tại x y là bằng y nhân với x bình phương trừ y bình phương chia cho x bình phương cộng y bình phương cộng với 4 lần x bình phương y bình phương chia cho x bình phương cộng y bình phương tất cả bình phương. Để lấy đạo hàm của hàm này, tất cả các học sinh lớp 12 học lực trung bình đều có thể làm được. Do đó ở đây chúng ta không có gì phải thắc mắc cả. Có một điều là chúng ta sẽ đặt cho cái hàm này một cái tên khác, đó là hàm f lớn theo xy. Ở đây là chúng ta xét tại tất cả những điểm xy khác 0, 0. Tại điểm đặc biệt, tức là tại điểm 0, 0, thì ta có đạo hàm riêng của hàm f theo biến x tại 0, 0. Chúng ta đặt là f lớn tại 0, 0, ứng với f lớn xy với tất cả xy khác 0, 0 ở trên. Dùng định nghĩa, chúng ta có đạo hàm riêng của hàm f theo biến x tại 0, 0 sẽ bằng lim của f delta x phải 0 trừ f 0, 0 chia cho delta x khi tan x tiến về 0. Chúng ta có kết quả là bằng 0. Ở đây là chúng ta đã làm với biến x. Và bây giờ tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm với biến y. Tương tự đạo hàm riêng của hàm f theo biến y tại xy, chúng ta đặt là r xy bằng các công thức tính đạo hàm của hàm một biến như các em đã biết từ năm 12. Tất cả các em đều có thể làm được. Đạo hàm riêng của hàm f theo biến y tại xy là bằng x nhân với x bình phương trừ y bình phương chia cho x bình phương cộng y bình phương trừ cho 4 lần x bình phương y bình phương chia cho x bình phương cộng y bình phương tất cả bình phương. Đây là đạo hàm riêng của hàm f theo biến y tại tất cả những điểm xy khác 0, 0. Bây giờ các em sẽ phải xét tới một điểm đặc biệt ở đây, đó là
tại điểm x bằng 0 và y bằng 0. Tại điểm x bằng 0, y bằng 0 thì ta có đạo hàm riêng của hàm f theo biến y tại 0, 0. Chúng ta lại ký hiệu là r 0, 0. Ứng với r x y với những x y khác 0 ở trên. Theo định nghĩa, chúng ta có đạo hàm riêng của hàm f theo biến y tại 0, 0 bằng lim của f 0, delta y trừ f 0, 0 chia cho delta y khi delta y tiến về 0. Lấy giới hạn này, chúng ta được kết quả là bằng 0. Bây giờ, chúng ta thử xét đến đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến x trước, y sau tại 0, 0 là gì? Chúng ta ký hiệu đơn giản hơn là đạo hàm riêng cấp 1 của hàm f lớn này theo biến y tại 0, 0 là bằng lim của f tại 0 delta y trừ f 0, 0 chia cho delta y khi delta y tiến về 0. Thế x bằng 0 và y bằng delta y vào đây, chúng ta được kết quả là bằng trừ delta y trên delta y. Và giới hạn này, khi delta y tiến về 0, rõ ràng là bằng trừ 1. Và đây là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến x trước y sau tại 0, 0. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ bước sang xét đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến y trước và theo biến x sau. Đây là một kết quả mà chúng ta đã có ở trên. Và bây giờ chúng ta hãy xét đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến y trước x sau tại 0, 0. Chúng ta ký hiệu đơn giản hơn là đạo hàm riêng cấp 1 của hàm r lớn này theo biến x tại 0, 0. Theo định nghĩa, chúng ta có bằng lim của r tại delta x 0 trừ cho r 0, 0 chia cho delta x khi delta x tiến về 0. Ở đây, chúng ta sẽ thế x bằng delta x vào đây. Thế y bằng 0 vào đây. Chúng ta có kết quả là bằng delta x chia cho delta x. Và lim của cái này, khi delta x tiến về 0, rõ ràng là bằng 1. So với kết quả ở trên, chúng ta thấy rằng lim của delta x trên delta x khi delta x tiến về 0 bằng 1, nghĩa là bằng đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến y trước x sau. Nó khác với đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến x trước y sau là bằng trừ 1, bởi vì 1 khác với trừ 1. Như vậy, chúng ta thấy rằng qua ví dụ này, chúng ta có một kết quả là khi mà các đạo hàm riêng cấp 2 không liên tục, thì có thể khi lấy đạo hàm riêng cấp 2 theo biến x trước y sau sẽ khác với đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến y trước x sau. Ví dụ này cũng lại là một ví dụ rất khó hiểu đối với các em. Do đó các em chỉ nắm tinh thần rằng có những hàm mà khi lấy đạo hàm riêng cấp 2 theo biến này trước biến kia sau sẽ khác với khi các em lấy đạo hàm riêng cấp 2 theo biến kia trước, theo biến này sau. Các em chỉ nhớ được cái cốt lõi như vậy là đủ rồi. Còn ví dụ này thì rất là khó so với trình độ của các em, những học sinh không phải thuộc những lớp chuyên toán. Ví dụ vừa rồi đã kết thúc phần đàm riêng cấp cao của chúng ta. Và bây giờ chúng ta bước sang một nội dung mới, đó là vi phân cấp cao của hàm hai biến.
Chúng ta đã từng biết vi phân cấp 1 của hàm một biến ở lớp 12, rồi vi phân cấp 2, cấp 3, cấp n của hàm một biến. Vi phân cấp cao thì cũng từ vi phân cấp 1 mà thôi, bởi vì như lớp 12 các em đã từng biết là vi phân của vi phân cấp 1 là vi phân cấp 2. Vi phân của vi phân cấp 2 là vi phân cấp 3. Vi phân của vi phân cấp 3 là vi phân cấp 4. Tương tự như vậy, vi phân của vi phân cấp m là vi phân cấp m cộng 1. Thì ở đây cũng vậy thôi. Hàm hai biến hay nhiều biến thì cũng vậy. Vi phân của vi phân cấp 1 là vi phân cấp 2. Vi phân của vi phân cấp 2 là vi phân cấp 3. Vi phân của vi phân cấp n là vi phân cấp n cộng 1. Hoàn toàn tương tự như vi phân của hàm một biến mà các em đã biết năm lớp 12. Và bây giờ chúng ta bỏ qua cái định nghĩa đó đi. Chúng ta chỉ xét tới định lý để có công thức tính vi phân cấp n của hàm hai biến. Mời các em theo dõi trên màn hình. Chúng ta cho D là một tập mở chứa trong R2. Chúng ta cho U là hàm hai biến theo X và Y. Hàm U này có các đạo hàm riêng cấp N liên tục trên tập mở D chứa X, Y. Khi đó, chúng ta có vi phân cấp N của F tại X, Y là chúng ta ký hiệu là vi phân cấp N của hàm F tại X, Y bằng sigma K bằng 0 tới N của C, K, N của đạo hàm riêng cấp N của hàm F tại X, Y theo biến X, N trừ K lần theo biến Y, K lần nhân cho DX mũ N trừ K nhân với DY mũ K. Ở đây chúng ta thấy rằng có một sự tương thích giữa đạo hàm riêng cấp N của hàm F theo biến X và theo biến Y. Ở đây chúng ta thấy rằng theo biến X N trừ K lần, theo biến Y K lần, hai cái này cộng lại chúng ta có N lần. Và chúng ta thấy rằng nếu mà theo biến X N trừ K lần thì chúng ta sẽ nhân với DX mũ N trừ K. Theo biến Y K lần thì sẽ nhân với DY mũ K. Và chúng ta nhớ rằng ở đây vai trò của X và Y là như nhau. Do đó, ở công thức này các em cũng có thể thay X bằng Y và Y bằng X. Thì chúng ta có một kết quả tương tự. Chẳng hạn như công thức này có thể viết là sigma K bằng 0 tới N của CKN đạo hàm riêng cấp N của hàm F tại X, Y theo biến X K lần và theo biến Y N trừ K lần nhân với DX mũ K nhân với DY mũ N trừ K. Để có thể thấy rằng đây cũng là một công thức đơn giản và dễ hiểu, chúng ta hãy xét cụ thể với N bằng 2. Và khi N bằng 2, các em có vi phân cấp 2 của hàm F tại X, Y bằng đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F theo biến X 2 lần nhân với DX bình phương. Các em để ý là theo biến X 2 lần thì nhân với DX bình phương. Theo biến Y 0 lần thì nhân cho DY mũ 0 tức là bằng 1. Cộng với 2 lần đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F theo biến X 1 lần, theo biến Y 1 lần. Theo biến X 1 lần thì nhân cho DX mũ 1. Theo biến Y 1 lần thì nhân cho DY mũ 1. Tương tự như vậy, cộng với đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F theo biến Y 2 lần, theo biến X 0 lần. Theo biến X 0 lần thì nhân cho DX mũ 0 tức là bằng 1. Theo biến Y 2 lần tức là nhân cho DY bình phương.
Tổng quát hơn một chút, chúng ta sẽ có khi n bằng 3. Các em để ý rằng các hệ số ở đây chính là hệ số của A cộng B, tất cả mũ 3, như là hằng đẳng thức mà các em đã biết từ năm lớp 9. Bởi vì khi các em có là A cộng B tất cả mũ 3 là bằng A mũ 3 cộng 3 lần A bình phương B cộng 3 lần A B bình phương cộng B mũ 3, thì ở đây cũng y hệt như vậy thôi. Vi phân cấp 3 của hàm F tại xy là bằng đạo hàm riêng cấp 3 của hàm F theo biến x 3 lần theo biến y 0 lần, do đó nhân cho dx mũ 3 nhân cho dy mũ 0 tức là bằng 1, cộng với 3 lần đạo hàm riêng cấp 3 của hàm F theo biến x 2 lần theo biến y 1 lần. Theo biết 2 lần thì nhân cho dx mũ 2, theo biến y 1 lần thì nhân cho dy mũ 1, cộng với 3 lần đạo hàm riêng cấp 3 của hàm F theo biến x 1 lần theo biến y 2 lần. Các em thấy đó, theo biến x 1 lần á thì chúng ta lại nhân với dx mũ 1, theo biến y 2 lần thì chúng ta lại nhân cho dy mũ 2. Nếu các em chịu quan sát một chút thì công thức này cũng rất là dễ nhớ. Cộng với đạo hàm riêng cấp 3 của hàm F theo biến x 0 lần theo biến y 3 lần. Theo biến x 0 lần nên chúng ta nhân cho dx mũ 0 tức là nhân cho 1, chúng ta không viết ra ở đây. Theo biến y 3 lần nên chúng ta nhân với dy mũ 3. Và thầy nhắc lại với các em rằng công thức này thì hoàn toàn tương tự như công thức A cộng B mũ 3 mà các em đã biết từ năm lớp 9. Thầy nhắc lại với các em rằng thật ra học toán là học để hiểu những ví dụ. Dạy toán là cần phải đưa ra những ví dụ để cho học sinh nắm bắt nó, từ đó có thể hiểu một cách thấu đáo hơn, sâu sắc hơn những định nghĩa, định lý, hệ quả mà đã học ở phía trước. Bây giờ chúng ta xét ví dụ cho hàm số f xy bằng x mũ 3 nhân y mũ 5. Với hàm số này, người ta yêu cầu chúng ta tính vi phân cấp 2 của hàm F tại xy và vi phân cấp 2 của hàm F tại 1, 2. Trước khi tính vi phân cấp 2 của hàm F tại xy, thầy muốn nhắc lại các em thử nhớ công thức đó là gì không nào? Chúng ta có vi phân cấp 1 của hàm F tại xy là bằng gì? F phẩy x nhân dx cộng f phải y nhân dy. Vi phân cấp 2 thì tương tự như là a cộng b tất cả bình phương vậy thôi, hay là tương tự như x cộng y tất cả bình phương. Do đó chúng ta có vi phân cấp 2 của hàm f tại xy là bằng f 2 phẩy theo x 2 lần nhân cho dx bình phương cộng f2 phẩy theo x 1 lần, y 1 lần, nhân với dx dy, cộng với f2 phẩy theo x 0 lần, theo y 2 lần, nhân cho dx mũ 0, nhân cho dy mũ 2. Trước khi tính vi phân cấp 2 của hàm f tại xy, chúng ta cần tính các đạo hàm riêng cấp 2 của nó. Để tính đạo hàm riêng cấp 2, trước hết chúng ta cần phải tính các đạo hàm riêng cấp 1. Và chúng ta có đạo hàm riêng cấp 1 của hàm F theo biến x là bằng gì? Ở đây chúng ta cố định y mũ 5. Chúng ta tính đạo hàm riêng cấp 1 của hàm F theo biến x của x mũ 3 là bằng 3x bình phương. Chúng ta cố định y mũ 5.
Để tính đạo hàm riêng cấp 1 của hàm F thay biến y, chúng ta cố định cái gì? Chúng ta cố định x và tính đạo hàm riêng của hàm y của y mũ 5 là bằng 5 lần y mũ 4. Ở đây chúng ta đã cố định x mũ 3 ở đây. Tiếp tục tính đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F theo biến x 2 lần. Nghĩa là chúng ta lấy đạo hàm riêng của hàm F 2 lần. Cả hai lần đó đều lấy theo biến x. Vậy thì chúng ta hãy lấy đạo hàm riêng của hàm đen F trên đen x theo biến x một lần nữa. Để lấy đạo hàm riêng của hàm này theo biến x thì chúng ta cố định y mũ 5. Y mũ 5 cố định được đem xuống đây. Và 3x bình phương đạo hàm theo biến x là bằng gì? Bằng 6x. Do đó chúng ta có đen bình phương F trên đen x bình phương là bằng 6x nhân y mũ 5. Các em hãy nhìn lại, đen bình phương F nghĩa là gì? Nghĩa là lấy đạo hàm riêng của hàm F bao nhiêu lần? 2 lần. Theo biến nào thì với mẫu số này trả lời cho chúng ta biết rằng theo biến x 2 lần. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ lấy đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F theo biến y 2 lần. Đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F theo biến y 2 lần nghĩa là chúng ta lại chỉ lấy đạo hàm riêng cấp 1 của hàm nào? Hàm đen F trên đen y theo biến y một lần nữa. Bây giờ chúng ta lấy đạo hàm riêng cấp 1 của đen F trên đen y theo biến y nghĩa là chúng ta sẽ cố định 5x mũ 3. Chúng ta lấy đạo hàm riêng của y mũ 4 là bằng 4 lần y mũ 3. 4 nhân với 5 là thành 20. Vậy thì chúng ta có đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F theo biến y 2 lần là bằng 20 lần x mũ 3 nhân y mũ 3. Chúng ta thấy còn một đạo hàm riêng cấp 2 nữa cần phải tính là gì? Ở đây chúng ta có theo x 2 lần rồi, theo y 2 lần rồi. Chúng ta còn một cái nữa đó là theo x một lần, theo y một lần. Và chúng ta có đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F theo biến x trước, theo biến y sau cũng bằng đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F theo biến y trước, theo biến x sau. Và bằng 15 lần x bình phương nhân y mũ 4. Từ các chi tiết trên, chúng ta có đạo hàm riêng của cấp 2 của hàm F theo biến x 2 lần, theo biến y 2 lần, theo biến x 1 lần, theo biến y 1 lần. Chúng ta ráp vào công thức đây sau đây. Vi phân cấp 2 của hàm F tại x y sẽ bằng, cái này chính là F2 phải theo x 2 lần nhân cho dx bình phương. F2 phải theo x 2 lần là bằng 6xy mũ 5 cộng với 2 lần. Cái này là gì? Cái này là F2 phải theo x 1 lần, theo y 1 lần là 15 lần x mũ 4, y mũ 4. Chúng ta đem cái này xuống đây. Nhân với dx, nhân dy. Theo x 1 lần thì nhân dx mũ 1. Theo y 1 lần thì nhân dy mũ 1. Cái này theo x 2 lần thì nhân cho dx mũ 2. Theo y 0 lần thì nhân cho dy mũ 0, tức là 1. Ở đây là gì? 20 lần x mũ 3, y mũ 3 chính là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F theo biến y 2 lần, theo biến x 0 lần. Theo biến x 0 lần nên nhân cho dy mũ 0, tức là bằng 1. Theo biến y 2 lần nên chúng ta nhân cho dy mũ 2. Như vậy chúng ta đã có vi phân cấp 2 của hàm F tại x y. Sau đây chúng ta sẽ tính vi phân cấp 2 của hàm F tại điểm 1, 2 cụ thể. Ở đây chúng ta chỉ cần thế x bằng 1 và thế y bằng 2 vào công thức trên đây.
chúng ta sẽ có được kết quả vi phân cấp 2 của hàm F tại điểm x bằng 1 và tại y bằng 2. Rồi bây giờ chúng ta thử thế vào nào. Số 6 này chúng ta giữ nguyên x thay bằng gì? X thay bằng 1. Tức là nhân với 1 chúng ta không ghi vào đây. Y thay bằng gì? Y thay bằng 2. Do đó y mũ 5 sẽ thay bằng 2 mũ 5. Nhân cho dx bình phương. Rồi nhân cho dy mũ 0. Dy mũ 0 là 1. Chúng ta không viết ra. Cộng với 2 lần của gì? 15 x mũ 4, y mũ 4. Chúng ta sẽ thay x bằng 1 vào đây và thay y bằng 2 vào đây. 1 mũ 4 vẫn là 1, chúng ta không viết ra đây. Y mũ 4 được thay bằng 2 mũ 4. Vậy thì chúng ta có 2 nhân 15 nhân 2 mũ 4 nhân với dx nhân dy. Ở đây là đạo hàm liên cấp 2 của hàm F. Theo x 1 lần nên nhân với dx mũ 1. Theo y 1 lần nên nhân với dy mũ 1. Rồi cộng với đạo hàm liên cấp 2 của hàm F. Theo y 2 lần nhân cho dy mũ 2. Đạo hàm liên cấp 2 của hàm F theo y 2 lần chính là gì? Là 20 lần x mũ 3, y mũ 3. Ở đây chúng ta sẽ thay x bằng 1 và thay y bằng 2 vào đây. Thay x bằng 1 vào chúng ta có 1 lũy thừa 3 vẫn là 1. Chúng ta không viết ra đây. Thay y bằng 2 chúng ta có y mũ 3 là bằng 2 mũ 3. Chúng ta viết ra đây. Nhân cho dx mũ 0 là bằng 1. Nhân với dy mũ 2. Tính toán những số này chúng ta có 6 nhân 2 mũ 5 là bằng 192. Để bình phương giữ nguyên. 2 nhân với 15 nhân với 2 mũ 4 là bằng 480. Nhân cho dx nhân dy. 20 nhân với 2 mũ 3 là bằng 160. Nhân với dy bình phương. Vừa rồi là thầy đã trao đổi với các em một ví dụ về vi phân cấp 2 của hàm hai biến với trường hợp hàm số rất là đơn giản, tức là một hàm đa thức. Bây giờ chúng ta xét tiếp một ví dụ khác phức tạp hơn một chút là với hàm phân thức. Ví dụ cho hàm số f x y bằng x cộng với 2y chia cho x. Ở đây chúng ta cần phải có điều kiện gì các em biết không? Điều kiện đó là hàm số này phải xác định, nghĩa là mẫu số nó phải khác không. Các em lưu ý một điều là khi cho hàm số thì điều đầu tiên hết chúng ta cần phải xét đó là gì? Tìm miền xác định của nó. Như ở lớp 12 khi khảo sát một hàm số thì các em làm việc đầu tiên là tìm miền xác định. Một hàm được xác định nghĩa là hàm đó nó tồn tại hoặc là nó có nghĩa. Người ta quy ước rằng nói về những điều không tồn tại nghĩa là chúng ta đã nói một điều vô nghĩa. Do đó, đối với một hàm số cũng vậy, điều đầu tiên hết để cho hàm số đó có nghĩa là nó phải tồn tại. Nghĩa là chúng ta phải tìm cái miền xác định. Miền xác định là gì? Miền của tất cả những x để cho fx tồn tại, hay là fx xác định, hay là fx có nghĩa. Và ở đây để cho fxy có nghĩa thì chúng ta cần phải có điều kiện x khác không. Với hàm số này, yêu cầu của bài toán là chúng ta hãy tính vi phân cấp 2 của hàm F tại xy. Tương tự như trên, để tính vi phân cấp 2 của hàm F, chúng ta cần phải tính các đạo hàm liên cấp 2 của nó và
Trước khi tính các đàm riêng cấp 2 thì các em phải tính đàm riêng cấp 1. Do đó trước hết chúng ta tính đàm riêng cấp 1 của hàm F theo biến x và đàm riêng cấp 1 của hàm F theo biến y. Trước hết ta có đàm riêng cấp 1 của hàm F theo biến x, nghĩa là ở đây chúng ta cố định y. Chúng ta coi y như hằng số và coi x là biến số. Chúng ta có đàm của x là 1. Đạo hàm của 1 trên x là bằng trừ 1 trên x bình phương và 2y chúng ta giữ nguyên ở đây. Tương tự như vậy, chúng ta tính đạo hàm riêng của hàm f theo biến y. Tính đạo hàm riêng cấp 1 của hàm f theo biến y nghĩa là chúng ta sẽ cố định biến x và chỉ coi y như là biến số. Ở đây, đạo hàm riêng theo biến y của x là bằng gì? Đạo hàm riêng theo biến y của hàm x là bằng 0. Đạo hàm riêng theo biến y của 2y là bằng 2. Và ở đây 1 trên x chúng ta giữ nguyên. Chúng ta giữ nguyên 1 trên x. Sau khi có đạo hàm riêng cấp 1 của hàm f, chúng ta bước qua tính các đạo hàm riêng cấp 2 của nó. Ở đây chúng ta ghi lại đạo hàm riêng cấp 1 của hàm f theo biến x là bằng 1 trừ 2y chia x bình phương. Và đạo hàm riêng cấp 1 của hàm f theo biến y là bằng 2 chia x. Bây giờ để tính đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến x 2 lần. Nghĩa là chúng ta lấy đạo hàm riêng của hàm đen f trên đen x theo biến x 1 lần nữa. Nói chung là tính đạo hàm riêng cấp 2 thì các em cũng đưa về tính đạo hàm riêng cấp 1 của đạo hàm riêng cấp 1. Vậy thôi. Bây giờ chúng ta lại tính đạo hàm riêng cấp 1 của hàm này theo biến x. Đạo hàm riêng của 1 theo biến x là bằng 0. Đạo hàm riêng của 1 trên x bình phương là trừ 2 chia cho x mũ 3. Trừ 2 chia x mũ 3 nhân với trừ 2y là ra 4y chia cho x mũ 3. Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta có đạo hàm riêng của hàm, đạo riêng cấp 2 của hàm f theo biến y 2 lần là lấy đạo hàm riêng cấp 1 của đen f cho đen y lần nữa. Đạo hàm riêng cấp 1 của đen f cho đen y theo biến y là bằng 0, bởi vì 2 trên x là không phụ thuộc vào y. Đây là một hằng số đối với y. Do đó đạo hàm của hằng số là bằng 0. Ở đây chúng ta cũng cần phải tính đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến x 1 lần và theo biến y 1 lần. Ở đây chúng ta ghi lại đen f trên đen x là bằng 1 trừ cho 2y chia cho x bình. Và đen f trên đen y là bằng 2 chia cho x. Bây giờ chúng ta có thể lấy đạo hàm riêng của hàm f theo biến x. Bây giờ lấy theo biến y. Hoặc là chúng ta cũng có thể lấy đạo hàm riêng đen f trên đen y theo biến x. Bởi vì chúng ta có đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến x trước y sau cũng bằng đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến y trước x sau. Và bây giờ chúng ta thử lấy đàm riêng của hàm này theo biến y. Bây giờ chúng ta lại lấy đàm riêng của hàm này theo biến x và lấy đàm riêng của hàm này theo biến y. Thì chúng ta được là trừ 2 chia cho x bình phương. Chúng ta áp dụng công thức là đạo hàm của 1 chia cho v là bằng trừ v phẩy chia cho v bình phương. Ở đây chúng ta có là trừ 1 trên x bình phương là đạo hàm của 1 trên x. Và số 2 chúng ta giữ nguyên. Như vậy là chúng ta có đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến x 1 lần, theo biến y 1 lần là bằng trừ 2 chia cho x bình phương. Như vậy là chúng ta đã tính xong tất cả các đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f. Những đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f là gì?
là đàm biến cấp 2 của hàm F theo biến x 2 lần, tức là đen bình phương F trên đen x bình. Đàm biến cấp 2 của hàm F theo biến y 2 lần là đen bình phương F trên đen y bình phương. Và đàm biến cấp 2 của hàm F theo biến x 1 lần theo biến y 1 lần. Do định lý ở trên chúng ta có đàm biến cấp 2 của hàm F lấy theo x trước y sau cũng bằng đàm biến cấp 2 của hàm F lấy theo y trước x sau. Chúng ta có được điều này là do gì? Các em nhớ lại là do cái định lý chúng ta đã có ở trên, tức là vì các đàm biến cấp 2 của hàm F tồn tại và liên tục. Do đó, chúng ta có tất cả các công thức tính đàm biến cấp 2 của hàm F theo biến x 2 lần, theo biến y 2 lần, theo biến x 1 lần, theo biến y 1 lần. Nên chúng ta có công thức vi phân cấp 2 của hàm F tại xy sẽ là d bình phương của fxy bằng 4y chia cho x mũ 3 nhân với dx bình phương cộng với 2 nhân cho trừ 2 chia cho x bình phương nhân cho dx dy cộng với 2 chia cho y mũ 3 nhân cho dy bình phương. Các em nhớ lại rằng trong công thức này 4y chia cho x mũ 3 là gì? 4y chia x mũ 3 chính là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F theo biến nào? Theo biến x 2 lần. Theo biến y mấy lần? Theo biến y 0 lần. Do đó chúng ta lại nhân cho gì? Dx mũ 2 nhân cho đi mũ 0. Nhân cho đi mũ 0 tức là nhân cho 1, chúng ta khỏi viết ra ở đây. Cộng với 2 lần trừ 2 chia cho x bình phương. Đây là cái gì? Đây chính là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F theo biến nào? Theo biến x 1 lần, theo biến y 1 lần. Theo biến x 1 lần nên chúng ta nhân với dx mũ 1. Theo biến y 1 lần nên chúng ta nhân với dy mũ 1. Và 2 chia cho y mũ 3 là gì? Đây chính là đạo hàm riêng của hàm F theo biến x 0 lần theo biến y 2 lần. Do đó chúng ta nhân với dx mũ mấy? Dx mũ 0 là 1, chúng ta không viết ra ở đây. Nhân cho dy mũ 2, chúng ta viết ra ở đây. Vậy thì chúng ta đã có vi phân cấp 2 của hàm F tại xy là bằng 4y chia cho x mũ 3 nhân cho dx bình phương cộng cho 2 trừ cho 2 trên x bình phương nhân cho dx dy cộng với 2 chia cho y mũ 3 nhân cho dy bình phương. Nếu muốn tính vi phân cấp 2 của hàm F tại 3, 4 thì các em có thể thế x bằng 3, thế y bằng 4 vào biểu thức này. Tại 5, 6 chẳng hạn, các em có thể tính thế x bằng 5, thế y bằng 6 vào biểu thức này. Giống như là ví dụ ở trên vậy đó, các em thế x, y cụ thể tại những điểm muốn tính vào thì chúng ta sẽ có vi phân cấp 2 cụ thể tại đó. Ví dụ này là kết thúc bài học hôm nay của chúng ta. Thầy mong rằng các em nắm được nó một cách sâu sắc hơn, đầy đủ hơn và nó giúp ích cho các em trong bài học ở lớp của các em. Thân chào các em, hẹn gặp các em trong chương trình